Cũng trong ngày 13 tháng 8, Hội Cựu Chiến binh thành phố Châu Đốc đến thăm và tặng quà cho Hội Cựu Chiến binh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại 7 xã phường. Tại các nơi đến, đồng chí Nguyễn Văn Lập, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố đã thăm hỏi động chiên, hội chiên cố gắng vượt qua khó khăn, đồng thời trao tặng 10 phần quà cho hội chiên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm gạo, đường, bột ngọt, mì gối với tổng số tiền 8 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hoạt động này thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của hội cựu chiến binh thành phố châu đốc nhằm kịp thời hỗ trợ giúp đỡ cho hội chiên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay